Suốt 8 năm là tụi con bị cấm yêu. Bắt đầu yêu thì khoảng chừng 6 tháng sau là gia đình biết. Thì tụi con đi xuống Cà Mau, xong rồi vòng lên Kiên Giang, đang ở Kiên Giang, đang chơi vui vẻ, cái mẹo gọi Ly, con đang Kiên Giang hả Ly? Đâu, con đang đi làm thêm Vũng Tàu mà. Đừng có xạo mẹ, đang ở Kiên Giang với thằng Hoa đúng không? Trời ơi, lúc đó con không biết phải như thế nào nữa. Nhậu vô xong cây ra ngoài đường đó vô cái cửa nhà người ta, cái cổng nhà người ta đu xong cái con kêu ủa em làm gì á, em thử coi cái cổng chắc không vậy đó cô. Anh là cãi à, cái chùi cái cháy, anh là cãi à, cái chùi cái cháy, cái chùi cái cuối để giữ con không có biết cái chữ đó. Nhưng mà thích nói. Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Phú Thuận, con là Nguyễn Khánh Ly, năm nay 26 tuổi, con sinh ra và lớn lên ở Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. Và hiện tại là đang sinh sống và làm việc tại Đà Lạt. Công việc chính của tụi con là kinh doanh bất động sản. Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận và chào quý khán giả của chương trình. Con tên là Ngô Quang Hoan, con cũng là sinh ra và lớn lên ở Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu, và hiện tại bây giờ vợ chồng con ở Đà Lạt. Vậy thì cái cơ duyên nào mà hai con gặp nhau? Rồi lần đầu tiên gặp nhau thì ấn tượng về nhau ra sao? Lần đầu tiên tụi con gặp nhau là cách đây 20 năm. Con năm nay con mới 26 tuổi. 26 là lúc 6 tuổi. Dạ, bạn con 6 tuổi, con mấy tuổi? Con 7 tuổi ạ. Tại vì tụi con là cùng đạo Công giáo với nhau. Trong Công giáo là cũng được đi học nhà thờ như ở ngoài đời hồi nhỏ vậy. Hai bạn là gặp nhau ở cái lớp ở nhà thờ. Như vậy là tụi con có hàng xóm láng giềng không? Dạ có, tụi con ở gần nhau, tức là hai vợ chồng con ở chung trong một cái giáo xứ. Lần đầu tiên con gặp bạn ấy là con nhớ không? Hồi xưa là đi học trong lớp á, là con là thuộc dạng là cũng hiền ngoan học chăm á. Xong rồi cái bạn này vô lớp mà vừa đi học trễ mà lại được đặt cấp vô học chung lớp với con. Hồi xưa không biết sao mà bạn rất là lười học bài, nhưng mà khi nào đi thi cũng được điểm cao. Trời ơi, con ghét lắm. Con ghét luôn. Rồi nhìn nghiêm túc lắm cô, đi đâu cũng mang quần áo sơ mi với lại giày sandal. Đi lễ cũng mang như vậy, đi chơi cũng mang như vậy. Tại vì tụi con học từ nhỏ tới lớn là học chung một lớp mà. Là chỉ có một hình ảnh là quần áo sơ mi thôi, nhìn như một ông cụ non vậy á. Nói thẳng với con mặt là ghét. Đó, đó. Thế còn Hoang thì sao? Hồi mà con vào trong lớp á, cô là lớp thì đông lắm, nhưng mà cái cô này á thì cô lại cao nhất lớp, thấy thì dễ thương. Nhưng mà lại gần thì ghét. Sao vậy? Tức là cái tính của cô này á, cô có cảm giác giống như là cô hơi chảnh. Dạ, tại tao đẹp lại. Đúng rồi, chút chắc là đẹp. Kiêu căng, kiêu căng đúng không cô? Biết rằng mình cao nhất lớp nè, mình xinh xắn mà mình lại siêng học. Mà nhỏ tuổi nhất lớp nữa cô. Con không có ưa. Tóm lại là cũng không ưa luôn. Dạ đúng rồi. Đến khi nào mới ưa nhau? Đến khi mà con học khoảng lớp lớp 9, lớp 10 á. Wow. Là ở đầu con mới cảm thấy cái bạn này dễ thương. Mấy cái bạn này xong rồi không có kêu mày tao nữa. Diễn chuyển qua kêu tên. Hay gài kèo rồi đi chung con, cứ hay bắt cặp là bắt cặp chung với con. Cặp xe đạp cũng lấy cớ là tao lùn, tao nhỏ con thôi mày chở tao đi. Cũng có kiểu như là sao thằng này nó cũng hay hay, cũng vui vui. Rồi bắt đầu để ý tí, trong lòng nó cũng kiểu cũng khoái khoái á cô. Lại có một cái duyên cũng hay thế nè, khoảng tầm lớp 8, 9 gì đó, tự nhiên cái con là muốn đi tu. Cái xong cái con mới gặp sơ trong nhà thờ á, con nói với sơ là gì bây giờ con muốn đi tu sao? Chị nói với con này, con bây giờ mà đi tu á, con còn nhỏ quá mà sao tu được, nó lớn một tí nữa. Mà con kêu không, con muốn đi tu lắm. Cái gì, sơ nhà thờ mới hỏi con là yêu ai chưa? Con kêu chưa. Cái gì mới kêu là không được rồi, về yêu đi. Lớn một tí mà nếu mà không yêu nhau được mà tức là chia tay á. Thì lúc đó là mình cảm nhận cái tình yêu nó đau khổ thế nào thì lúc mới đi tu được. Thế là con về con thấy cô này dễ thương này. Con tán với cô này. Lúc mà bạn tỏ tình hoặc là kiểu như ấy thì con đã đón nhận cái điều đó trước chưa, hay là đến lúc khi mà bạn tỏ tình thì con mới cảm thấy là hay là mình nhìn lại để mà mình xem mình có yêu bạn này hay không? Lúc đó con mới có 15 tuổi rồi, là con học lớp 10, bạn học chồng con học lớp 11. Nhắn tin qua lại với nhau thì tự nhiên cái ổng mới nói là Hoa anh thích Ly. Mà lúc đó con cũng chảnh lắm cô. Con đâu có trả lời liền đâu. Mà lúc đó là con, mặc dù con đã thích ảnh rồi, con vẫn kiểu thôi từ từ đi, Ly chưa muốn đề cập tới chuyện yêu đương lúc này. Mấy một tuần nó không nhắn tin luôn. Một tuần đó con thấy như thế nào? Buồn, con buồn lắm. Cái xong cái là lúc đó con cảm nhận là mình đã biết đau khổ trong tình yêu là gì rồi đó. Là mình sẽ đi tu. Đó. Một tuần sau con hỏi lại tiếp lần nữa, cô trả lời là Mahakita. Gì? Mahakita. Dạ Mahakita. Cái con Mahakita là cái gì? Không hiểu. Xong con mới search Google thì con biết là Mahakita nghĩa là tôi yêu bạn. Là cái tiếng của nước nào vậy? Hồi nhỏ hay ra dạng xíu cô đi chơi với bạn, xong rồi mấy đứa nó về nó kêu ê tao biết cái tiếng này hay lắm nè, tiếng Philippines. Ra được và hiểu được ý nghĩa đó rồi thì như thế nào? Con cũng thấy vui lắm, cũng đan xen đó chứ, là ủa bây giờ là mình yêu tu hay là mình đi tu rồi sao nè?
Ủa chị Nhân tới nhà gặp cổ không? Lúc dạ đó là... lúc đó thì là vợ con lại đang còn học ở một cái trường xa nhà, cách nhà khoảng tầm 10 cây số, mà vợ con lại ở nội trú. Thì rất là khó để gặp nhau, gần như không gặp nhau được. Chỉ chờ đến cuối tuần lại là lên nhà thờ sẽ gặp nhau tiếp. Tự nhiên khi mà gặp lại chú, nó sượng. Sướng. Dạ nó sượng lắm. Sướng kỳ lắm. Nhắn tin thì nói chuyện rất là thoải mái, nhưng đến mà khi gặp ra là sướng. Tại vì trên tin nhắn thì bắt đầu lúc khi nhắn tin là ok thống nhất là bây hai mình quen nhau nha, yêu nhau thì sẽ không còn là hoa anh ly nữa mà chuyển sang là anh với em. Đúng với độ tuổi anh lớn hơn thì anh phải là anh. Em ba lần xưng hô đó. Từ mày tao cũng có hoa anh ly xong rồi mới tới anh em. Dạ. Sượng lắm, sượng chân là giả chân cái mặt đó. Dạ. Hai đứa quen vậy là chắc chắn là không có cho gia đình biết rồi đúng không? Đó là đến khi nào thì gia đình mới biết. Từ lúc mà tụi con yêu nhau cho đến ngày tụi con cưới là 11 năm. Thì suốt 8 năm là tụi con bị cấm yêu. Bắt đầu yêu thì khoảng chừng 6 tháng sau là gia đình phát hiện. Gia đình biết. Mà sao biết? Khi mà hai đứa còn nhỏ mà cô. À, yêu nhau thì chắc chắn nó sẽ có những cái biểu hiện nào đó người lớn họ sẽ phát hiện được. Dạ. Xong rồi là mẹ của con, mẹ của con là cái người mà theo dõi hai cái đứa này, tự nhiên là không được. Thứ nhất là mày còn nhỏ quá, mày phải học. Cái thứ hai là mày muốn đi tu, bao giờ mày có yêu là không được. Thế là mẹ con mới đi qua gặp mẹ vợ con. Thế là hai bà thủ thỉ nhau nào đó về cấm, và cấm suốt 8 năm trời. Dạ, trời ơi. Tức là cái thời gian đầu của chú là tụi con bị cấm. Kiểu như là không phải là ngăn cấm đâu, chỉ là không cho yêu thôi, nhưng mà vẫn được gặp nhau. Nhưng mà sau đó thì nó có một cái chuyện buồn, đó là giống như con mà đi chơi với vợ con mà mẹ con thấy là mẹ con mét mẹ vợ con, mà mẹ vợ con thấy là mẹ vợ con mét mẹ con. Rồi giữa các phụ huynh nói chuyện với nhau đó thì nó có những cái lời không hay. Là tự dưng hai gia đình từ không có gì hết chuyển qua là xích mích nhau luôn, từ hợp tác với nhau thành như bất hòa. Bất hòa luôn. Và từ cái sự bất hòa đó mà rồi nên là ngăn cấm tụi con luôn. Có khi nào các con đi cùng nhau đi chơi mà bị gia đình phát hiện không? Có đúng dạ, không? Có, những người là biết là có. Chính thức yêu nhau là ngày 24 tháng 12 năm 2012 là ngày kỷ niệm tình yêu của hai tụi con. Là ngày tụi con trao nụ hôn đầu tiên. Thì tới năm 2017 là lúc đó con đang học năm 2 đại học, chồng con là học năm 3. Trong suốt một năm đó là tụi con kế hoạch là bỏ ống heo để đi xuyên Việt bằng xe máy. Trốn gia đình đi một tháng rưỡi liên tục. Từ Vũng Tàu xuống miền Tây rồi đi vòng ngược lại Vũng Tàu để cho chồng con báo cáo báo cáo thực tập. Xong tụi con lại vòng lên lại Bắc, đi Sapa, đi Hà Nội rồi về vòng lại về Vũng Tàu. Thì tụi con cũng nghĩ là bây giờ nếu mà đi chơi á mà bị cấm mà thì phải những ai mà liên quan tới họ hàng dòng họ block hết, chặn hết. Bà con hàng xóm luôn. Bà con hàng xóm là chặn Facebook hết. Lâu lâu đăng tấm hình thôi, nhưng mà chặn hết không cho ai thấy, chỉ để bạn bè thôi. Thì tụi con đi xuống Cà Mau, xong rồi vòng lên cả Kiên Giang. Đang ở Kiên Giang, đang chơi vui vẻ, cái mẹ con gọi: Ly, con đang Kiên Giang hả Ly? Đâu, con đang đi làm thêm Vũng Tàu mà. Đừng có xạo mẹ, đang ở Kiên Giang với thằng Hoan đúng không? Trời ơi, lúc đó con không biết phải như thế nào nữa. Ai thấy nè. Tại vì là do con bạn con, mẹ con bán ngoài chợ. Cái con bạn con nó đi chợ, nó gặp mẹ con, cái nó vô tình thôi cô. Kêu, cô, con Ly với thằng Hoan đang đi chơi với miền Tây vui hè. Cái mẹ kêu, ủa, nó đi học mà, chơi đâu chơi. Cái con nhỏ này nó thấy nó bị lố á. Bị hố đó. Ủa vậy hả? À vậy thôi, cô bán đi con đi về. Thế là mẹ con mới lật bật gọi điện thoại cho con. Rồi bây giờ lúc đó không còn nói xạo nữa. Cái là con mới nói với anh Hoan là bị mẹ phát hiện rồi. Rồi cái lần đó về bị xử lý sao? Cái đêm đó mẹ mới nhắn tin cho con, mẹ kêu là về liền. Cái sáng ngày mai hai đứa chạy xe máy từ Kiên Giang về Vũng Tàu. Nhưng mà con không dám về thẳng nhà con. Con về Vũng Tàu. Lúc đó là con biết chắc luôn là cỡ nào lần này về là vợ con bị ốm đòn thôi. Chắc chắn rồi, mẹ vợ con gọi mà rất là căng thẳng. Xong rồi ba gọi, mẹ gọi liên tục và bắt về. Con mới suy nghĩ là bây giờ là để về anh kêu mẹ của anh đi. Nhờ mẹ của anh rồi đi qua thì mục đích đó là để có một cái người lớn. Và xin gia đình bên đó là đừng có đánh con nhỏ này tội nghiệp nó. Tại vì là cái thằng này nó rủ đi chứ không phải là cái con đó nó tự đi. Kiểu vậy á. Thì mẹ con cũng qua. Thì mẹ con qua cũng nói là thôi anh chị đừng có đánh bé tội nghiệp. Vậy thôi thì lỗi là con tôi hết. Dạ lỗi là do con tôi hết. Nên là thì đúng là đợt đó thì vợ con không bị đánh.
Không có bị đánh nhưng mà chỉ bị la thôi. Sau đó thì là chắc là gia đình cũng là bớt ngăn cản rồi đúng không? Phải chấp nhận thôi. Dạ không. Cấm hơn. Cấm hơn luôn. Cấm hơn luôn. Dạ, cấm hơn luôn. Không cho gặp mặt nhau luôn. Lúc đó là cấm tiệt luôn đó chú, là không cho gặp mặt nhau luôn. Ủa nhưng mà tụi con lúc đó là đang học đại học mà đúng không? Dạ, tụi con đang học. Là đang học Sài Gòn hay là học ở? Tụi con học ở Vũng Tàu. Lý do gì mà xong cuối cùng tụi con có thể lấy được nhau? Chính thức mà gia đình hai bên, tức là ba mẹ hai bên ngồi xuống với nhau và nói chuyện với nhau rồi xóa hết mọi cái rào cản hai đứa thì là năm 2021. Là mới đây. Dạ mới đây. Ôi trời ơi, dạ, không là coi như là vậy là tụi con mới cưới đây luôn. Tụi con mới cưới. Trước khi cưới là hai gia đình mới biết tất cả mọi thứ rồi. Dạ, coi như là đầu năm 2021 cô, là tới bây giờ là 3 năm. Rồi bây giờ coi như các con đến cái phần mà ai cũng thích cả, đó là cái phần mà vạch mặt đối phương. Hậu hôn nhân đó con. Ở chung nhà với nhau thì đối những cái tật phương. Xấu có những tật xấu gì từ trước cho tới mà, bây giờ nó mà làm đổi cho bản thân mình vẫn chưa ưng lắm về đối phương của mình. Đây là cái đoạn mà con thích nhất đó. Rất tùy người thích. Cho vợ kể chút. Hỏi chấp đó luôn á. Chấp luôn. Chồng con có một cái tật xấu là chồng con rất là hay đi kể tật xấu của con cho mẹ của con với lại bạn bè của con nghe. Nhưng mà không có phải là kể tật xấu bình thường mà con xấu một thì chồng con sẽ nhân lên 100, 1000 để kể. Đơn là nó thêm đó. Đơn đặt. Dặm mắm thêm muối. Dặm mắm thêm muối. Mà thêm rất là nhiều luôn á, thêm mắm cốt luôn chứ không phải thêm mắm sâu nữa. Vậy ông đi chắc cũng đi ăn đầu bếp à, đầu bếp pha chuyện đó. Dạ. Tới tay con. Mà không biết sao kể trước mặt con luôn. Khi kể ra thì mọi người ai cũng kiểu như rất là hả hê, rất là vui, rất cười á. Con nhiều khi con cũng bị quê á cô. Trời ơi, mình xấu có một à mà qua cái miệng ổng cái nó lên vậy nè. Quạo á, kêu sao tự nhiên em có một xíu mà anh thích làm cho nó to lên để cho mọi người cười hả hê về em vậy. Cái chồng con kêu nhưng mà em thấy vui không, đâu có dễ gì để lấy được nụ cười của mẹ và nụ cười của mọi người. Rồi lại lẻo đẻo đi theo năn nỉ thôi, rồi lần sau vậy và tới giờ cũng vẫn còn. Sau đây thì con đi học lớp biên kịch đi. Bên cô đang tuyển sinh đó nha. Có nghĩa là người tạo drama đó. Còn thật xấu gì nữa nè? Dạ lâu lâu cũng hay quạo quạo á, kiểu đang ngồi cái la lớn lên cái con kêu mắc gì la lớn, con ghét ai mà nói chuyện con mà nói lớn tiếng lắm. Xong con quạo ngược lại. Năn nỉ xong mình lại đi năn nỉ ngược lại con. Chà, như vậy là chắc cũng không phải thật xấu đâu, tại vì chứ nghĩ nào ai ố ai. Cảm xúc thôi, cảm xúc. Vậy con có mong muốn chồng con thay đổi điều gì không? Dạ giống như cái trong mấy ngày cưới con có nói với chồng con á, là con vẫn muốn là chồng của con là cái người mà con gặp 20 năm về trước. Rồi 11 năm trước con yêu như thế nào thì tới bây giờ con vẫn muốn chồng con là như vậy. Coi như là y xì vậy đó. Để nguyên, dạ, để nguyên, để nguyên như vậy. Không có xê dịch một cái gì hết. Tới con đó Hoàng. Vợ con tật xấu thì nhiều lắm cô chú. Nhưng mà những cái tật xấu vợ con cảm thấy là nó chỉ là những cái gì đó cho cuộc sống nó vui hơn thôi cô. Thấy chưa? Y chang thấy không? Nhưng mà có cái tật xấu này là con phải kể nè. Rồi kể đi. Đó là vợ con nhậu vào rất là quậy. Quậy sao? Quậy kỳ quậy luôn cô. Quậy kiểu gì? Điên khùng rồi nói nhiều rồi nói nhây. Là có một lần nha cô, tụi con ở Vũng Tàu là nhóm bạn với nhau thôi, cái xong cái là ở phòng trọ, ở nhà trọ mà nhậu vô xong cái ra ngoài đường đó cô, cái cửa nhà người ta, cái cổng nhà người ta đu xong cái con kia, ủa em làm gì á, em thử coi cái cổng chắc không vậy đó cô. Cái là vợ con mà nhậu vô không kiểm soát được, nhưng mà nghịch lắm, không phải là kiểu giống là nhậu vô là không kiểm soát được, nhưng mà con dám chắc là vợ con kiểm soát được cái hành động đó, tại vì ngày mai hỏi là nhớ. Nhớ là hôm qua em làm vậy đó, hỏi sao vậy, vui. Vui quá mức. Dạ, vui lắm, vui quá mức khi mà có rượu bia vô rồi. Dạ, vợ con mà nhậu vô là vui lắm, nhưng mà được cái là vợ con nhậu vô là vui thì bạn của con nó rất thích là nhậu với vợ con. Cứ bạn của con mà đi nhậu với con hỏi có vợ mày không. Tại con biết không, trong một cuộc nhậu đó, cái người mà tạo một cái những cái câu chuyện vui đó là bao giờ cũng là cái người mà được mọi người yêu mến. Là đây. Em nghe bây giờ hai đứa tụi nó y chang nhau à, em thấy không? Nãy bé vợ kể với bé chồng y chang, giờ bé chồng kể bé vợ y chang, đúng không? Người tạo drama mà làm cho gia đình rất là sung sướng hạnh phúc. Bên đây á, bên đây á là ra những cái hành vi hết sức là bất ổn nhưng vô cùng tạo sự hứng thú cho mọi người, đúng không? Cười. Còn một cái tật xấu nữa, đó là vợ con là rất thích chơi chữ, nhưng cũng nói là hay văn vẽ lắm cô. Chẳng như là con mà hay cãi á là sẽ nói là anh đó nha, thường người ta sẽ nói là anh là toàn là cãi cây cãi cối. Còn vợ con không phải vậy cô, anh là cãi cái chồi cái cháy, anh là cãi cái chồi cái cháy. Nói gái chứ không phải là nói văn nói vẻ. Con cười cái ủ em cái cồi cái cháy gì cơ, cái cồi cháy phải thì cái chồi cây cối. Thế vậy con không có biết cái chữ đó. Nhưng mà thích nói. Nói dạ. Nói chữ mà nói được. Mà nói không có đúng. Dạ đúng rồi.
ít nói chữ mà nói không có đúng toàn liền không hồi cái cây muốn thay đổi cái gì điều không? Mà con muốn vợ con thay đổi nhất đó là bây giờ là muốn đóng góp ý kiến gì cũng được, nhưng mà nói chồng nghe trước rồi đi ra ngoài nói, chứ đừng có nói ra ngoài ta cười chết. Con chỉ có chừng đó thôi. Tại, tức là đừng có bị hố đó. Chồng dặn là không, đừng bao giờ để bị hố nghe chưa. Còn lại thì những cái tật xấu của vợ con thì con thấy là nó chỉ làm những cái gì đó điểm xuyết, dạ, điểm xuyết cho cuộc sống thú vị hơn. Cái vụ chơi chữ là vẫn vui nguyên đúng không? Dạ, vui tại vì nó sẽ tạo cho những đợt drama nó sẽ có tiếng cười. Có những lúc hai vợ chồng con đang cãi á mà vợ con chơi chữ, vợ con chơi chữ xong cái con cười luôn. Đúng rồi, hết lúc đó hai chồng hết quạo. Dạ, đúng chưa? Rồi, cái đó nên giữ lại. Ok. Hai vợ chồng này đáng yêu quá. Có cái gì đâu mà đóng góp ý kiến. Chỉ mong là cuộc sống hai vợ chồng sẽ ngày càng phát triển hơn nữa nha, và ngày lành tháng tốt giờ đẹp sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời. Dạ. Xinh gái hoặc xinh trai giống ba với mẹ. Dạ. Và giỏi giang như ba với mẹ. Dạ, dạ. Cảm ơn con. Dạ. Cảm ơn dạ, con. Dạ. Dạ. Sao? Có rung không? Hay hợp quá. Tim đập mạnh không? Dạ, mạnh. Mạch của em đang nhảy bao nhiêu? Chắc trăm mấy á. Trăm mấy. Rồi em, chú rẻ áo đỏ. Dạ, cũng bình thường. Nó lớn lên luôn, bình thường. Dạ, bình thường. À, bình thường phải không? Rồi, mà em, giới thiệu về mình. Em tên Nguyễn Phú Huy. Hôm nay 32 tuổi, hiện đang công tác lính cứu hỏa trong lực lượng Sở Cảnh sát Phòng cháy thành phố. Ồ, lính cứu hỏa là... Lính cứu hỏa, cho nên là phải ăn mặc cái gì đó, phải hỏa chút xíu. Rồi, mời em. Em tên là Nguyễn Ngọc Hiếu, 28 tuổi, hiện đang là cán bộ công chức nhà nước. Em công tác ở đâu? Dạ, ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu vậy. Ồ. Em công tác với Bà Rịa, còn ông xã thì là công tác ở Sài Gòn. Sài Gòn. Ủa, rồi sao rồi tối thì ai về nhà ai? Thì nhà ai nấy về. Okay, nhà ai nấy ở vậy đó hả? Dạ, thì lâu lâu em lên hoặc là chồng em về. Ủa, tụi em là đã có em bé chưa? Dạ có rồi. Rồi em bé ở với ai? Dạ em bé đang ở với em. Ồ, ngu lan chất nữ vậy mà cũng có em bé được hay thiệt á. Trước đó là không có ngu lan chất nữ hay sao á. Bây giờ tụi em lấy nhau được bao nhiêu lâu rồi? Dạ được 3 năm 6 tháng. Được 3 năm 6 tháng, coi như gần 4 năm. Dạ. Vậy thì là trước khi yêu nhau là em cũng ở Vũng Tàu. Dạ. Rồi em cũng ở Sài Gòn. Không, lúc đó đang học ở ngoài Hà Nội. Ồ, còn xa hơn nữa kìa. Đi. Có nghĩa là vậy. Dạ. Ở Sài Gòn Vũng Tàu mà thấy quãng đường nó xa vời vời rồi. Ông này ông quất cái tới Hà Nội luôn. Tức là lúc mà yêu nhau đó, đúng không? Thì em ở Vũng Tàu, anh này ở Hà Nội. Dạ. Rồi tới lúc mà lấy nhau, em vẫn ở Vũng Tàu và anh này về Sài Gòn. Dạ. Có bao giờ hai người ở chung một chỗ chưa? Dạ chưa. Dạ chưa. Sao từ bất ngờ này tới bất ngờ kia vậy? Rồi bây giờ kể cho nghe đi cái câu chuyện tình của các bạn. Lần đầu tiên các bạn gặp nhau như thế nào? Tụi em thì cũng quen qua mạng. Thì hồi đó là anh nói là anh ở Sài Gòn nhưng mà hiện là đang đi học tại Hà Nội. Thì thời gian đó cũng nói chuyện, thì mấy tháng sau anh về thì tụi em gặp nhau. Gặp nhau là ở Vũng Tàu hay gặp ở thành phố? Dạ ở thành phố. Lúc đó em lên. Vậy thì đúng cái lần đầu tiên mà tụi em gặp nhau là ấn tượng như thế nào? Dạ lần đầu gặp ở ngay sân bóng Hoa Lư. Lúc đó trưa nắng 12 giờ mấy 1 giờ. Em thấy đứng mình cũng không biết phải không, tại bịt mặt hết. Hôm qua em kêu lại luôn. Thì đúng. Vậy là đúng. Em đứng bao lâu? Dạ cũng nửa tiếng thôi. Trời ơi. Lần đầu tiên gặp mà ảnh trẻ mà đã vậy mà đứng ngay chân sân vận động nữa. Rồi lúc mà em gặp ảnh thì sao? Ấn tượng không? Dạ cũng có phong độ bạn trai, thì nhìn hình thì cũng đã thấy rồi, thì khi ở ngoài thì cũng không khác gì mấy. Dạ nên cũng không có thất vọng. Không có thất vọng. Là coi như hai người gặp nhau là đều cảm rất là vừa mắt nhau luôn đúng không? Rồi sau đó là tìm hiểu. Rồi ai là người chủ động em đúng không? Và đúng ra là em phải đi xuống Vũng Tàu nhiều đúng không? Dạ đi xuống hoài, có khi tuần em xuống 5-6 ngày vậy. Vậy đó. Có gì có như hết tuần. Dạ, hả? Dạ, tuần 7 ngày dạ, rồi khó khăn quá chứ. Dạ, em đi làm nhà nước mà về sao được? Nhờ bạn trực thế, rồi mình cái lúc mình rảnh mình trực cho người ta. Có rảnh giờ nào, tuần ông đó ông xuống 5-6 ngày rồi ông rảnh giờ nào? Thì mình xuống đó rồi qua tuần sau là mình nghỉ, mình lên trên đó mình trực lại cho người ta, mình trả. Vậy đó, thì... trong thời gian bao lâu? Dạ cũng 1 năm. 1 năm trời? 5 trời đó. Rồi có lúc nào là em cũng bỏ nhiệm sở xuống 5-6 ngày với thành phố không? Dạ không, chỉ đi cuối tuần thôi. Rồi các bạn khoảng bao lâu thì các bạn mới cưới? Dạ 1 năm. 1 năm? 1 năm cưới. Cưới rồi bây giờ cũng vậy nữa? Dạ. Cũng ai lên ai? Thì vui xuống, buồn khỏi xuống. Mà vui nhiều hay buồn nhiều? Vui nhiều. Và anh hỏi em nghe. Dạ. Với một cái hoàn cảnh người ở một nơi như vậy thì em có đoán biết trước được rằng ví dụ như cưới nhau về rồi cái đó nó sẽ là cái khó khăn? Lúc đó em cũng không suy nghĩ được là khó khăn. Thì hồi đó cứ nghĩ là lâu lâu gặp lần cho nó vui, chứ gặp hoài chán chết. Ba mẹ thì cũng không có nói gì, cũng vẫn cho phép là khi cưới xong thì
ảnh cũng trên đây, ở trên đây làm thì em ở dưới, khi nào cuối tuần rảnh thì lên nhà chồng chơi thôi, chứ không có nghĩ tới vấn đề như bây giờ. Bây giờ thì sau khi lấy nhau rồi mà gần 4 năm rồi, khi hai ta không chung một nhà thì sao? Cái cảm giác như thế nào? Em thì công việc ở dưới đó cũng đang ổn định, nên em cũng muốn lên đây để thay đổi cái môi trường mới. Rồi nhiều khi lên đây thì xin việc lại khó khăn, giờ lại còn thêm đứa con nhỏ nữa, nên em muốn là anh về dưới thì nó dễ sống hơn, nhưng mà anh không chịu về. Có nghĩa là bây giờ tụi em đang trong tình trạng là chồng không muốn về dưới Vũng Tàu, còn vợ thì cũng không muốn lên Sài Gòn. Rồi bây giờ sao? Vợ chồng vậy tụi em có bàn bạc những cái cách nào để mà có thể hòa hợp được không? Thì bạn chỉ có cách là kêu em lên, nhưng mà em cũng không chịu lên. Còn em thì sao? Tại vì bản thân em là thu nhập chính gia đình đó, thì lương em cũng cao hơn vợ. Đó thì cũng có nói là bỏ lại để lên đây rồi từ từ kiếm việc sau. Trình độ của vợ em cũng không phải là, vợ em cũng cử nhân kinh tế rồi, anh văn giao tiếp này nọ thì cũng rất là ok. Chị hỏi thiệt hai bạn nè, tụi em còn yêu nhau không? Dạ còn. Còn yêu nhau. Nếu mà tiếp tục mà kiểu sống xa nhau như vậy nữa thì tụi em cảm giác tụi em sẽ có thể sống như vậy tiếp được bao nhiêu năm nữa? Nào hết nợ thôi. Cái cặp này á là phải về bàn bạc lại với nhau cho nó lên kế hoạch, lên chiến lược, lên kế hoạch đó. Không có như vậy được đâu, tại vì con nó càng lớn nó càng cần cái một cái mái ấm gia đình, cả cha cả mẹ. Anh chia sẻ thật lòng, cái này anh cũng làm cha mà, anh hỏi thật lòng, em có thấy tội nghiệp con không? Được, có nhiều lúc em ở đây em cũng buồn chứ, rồi cái thời gian rảnh đâu biết làm gì, ngồi đó cái điện thoại với nói chuyện con, nhiều khi điện thoại cho bà không thèm nghe máy mà bà cũng không điện lại cho em nữa. Có khi em cũng điện nói bà đang họp hay gì đó, em nói khi nào em rảnh em điện cho anh nói chuyện với con, cái 2-3 ngày sau mới điện lại. Tới lúc bà điện cái em bận công việc, nhiều lúc cũng bực quá, bực vậy nhớ con thì nhớ, sao không nhớ gì. Thì đó, nên cái sống xa nhau đó, nó à, có những cái khó khăn như vậy đó em. Theo như lời của chồng em á, nói về em á, có nghĩa là từ nhỏ đến lớn á, là em sống trong một cái sự bảo bọc á, nó kín kẽ quá. Và em thực ra là nói là bước chân ra đời em đi làm vậy thôi, chứ còn nếu để bước ra đời á thì em chưa có thử qua, cho em sợ. Ví dụ như bây giờ em tách khỏi cái Vũng Tàu đó thì nó đồng nghĩa với việc tách khỏi cái vòng tay của cha mẹ mình, đúng không? Rồi thì liệu mình có kham nổi hay không? Ví dụ như là bây giờ thích thì nấu, không thích thì thôi. Nhưng mà khi mình đã tách ra rồi thì bắt buộc không thích cũng vẫn phải nấu cơm, không thích cũng vẫn phải nuôi con. Đó là cái mà cái nhút nhát của em. Cho nên em ngại, em chưa có. Tức là nó cũng là một trong những vấn đề mà để cho em không thể quyết định được là em có xuống Sài Gòn với chồng hay không. Còn về phía chồng á, chị nói cái tâm lý không biết có đúng hay không, nếu không đúng thì thôi ha. Làm dâu á là đã khó rồi, nhưng mà làm ở rể á khó gấp trăm lần làm dâu á. Mà bây giờ công việc ở đây đang ok như vậy, đang ngon lành vậy, về Vũng Tàu không biết là mình đã xin được việc hay chưa. Thế thì trong thời gian mà chưa xin được việc, mình về mình ở rể, tự nhiên nó bị giống như một cái con chim đại bàng đang tung cánh, trong giờ nhốt một cái tặc vô một cái lồng khóa cạch đó. Nói đúng 100% luôn, đúng không? Thì cái đó chính là cái điều mà các bạn còn e ngại. Nhưng mà chị chỉ nói như vậy thôi, cha mẹ không bao giờ đi theo mình suốt cuộc đời được. Đến một lúc nào đó mình phải nghĩ đến cái chuyện là mình phải làm ngược lại cho cha mẹ, và mình đừng làm phiền cha mẹ nữa. Cái người đồng hành với mình trong cuộc đời sẽ là người chồng hoặc người vợ của mình và con cái mình. Mình phải tách ra là một gia đình khác. Cho nên là chị chỉ nghĩ rằng nếu mà tụi em còn thực sự yêu nhau á, tụi em phải có một cái quyết định nó kịp thời. Chị nói thử một cái giải pháp này nha. Em có ngày phép đúng không? Hai bạn đều có ngày phép. Em thử đi, em về Vũng Tàu em ở thử. Đó về phía em nha, em coi cái hoàn cảnh như thế nào, cuộc sống đã làm sao, ở chung với bên nhà vợ như thế nào. Đó là về phía em. Em cũng vậy, em xin nghỉ một tháng thử vợ chồng con cái ở Sài Gòn, coi cái hoàn cảnh ở đây, cuộc sống ở đây nó ra làm sao. Thì lúc ấy tụi em rút ra được là nên vợ lên với chồng hay là chồng xuống với vợ. Đó, cái đó quan điểm của chị. Đó. Nha. Về thử. Thôi tụi em cứ suy nghĩ đi ha. Dạ. Chúc tụi em tìm được một cái tiếng nói chung. Nha. À, cảm ơn dạ. Em. Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thận. Con tên là Nguyễn Thành Long, năm nay con 30 tuổi. Ừ. Hiện con đang làm photographer. Dạ. Yeah. Chụp hình hả? Rồi dạ. Con đến từ đâu? Con đến từ con người Bắc Ninh ạ. Con đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội. À, có nghĩa là con ở Hà Nội, con bay vô đây tham gia chương trình đó hả? Dạ. Bắc Ninh cùng quý quê với chị. Cùng quê với cô. Cô là gái Bắc Ninh đấy con ạ. Thế là còn con. Dạ, con cũng làm việc ở Hà Nội ạ. À. Con giới thiệu gì nè, con giới thiệu đi. Con tên là Nguyễn Thanh Nga. Con năm nay 28 tuổi và con hiện tại con đang làm thiết kế thời trang và làm stylist ạ. Ồ, ông xã làm photographer. Ừ. Rồi bà xã làm stylist. Rồi có make up được không? Con cũng chỉ biết sơ sơ thôi ạ. Rồi kim luôn make up đi, để coi như hai vợ chồng coi như là lo trọn gói luôn. Dạ. Rồi tụi con bay vô từ lúc nào? Dạ, bọn con bay vô chiều hôm qua.
Rồi giờ quay xong chắc mai, mai ra lại hả? Dạ. Lại chơi mấy hôm ạ. Biết ở ngoài Hà Nội mùa này chắc đang lạnh lắm đúng không con? Dạ. Dạ, mấy ngày nay thì cũng đang rất là lạnh. Lạnh mà, mình trong, còn lạnh nè. Trong này là chỉ xe xe thôi chứ lạnh gì. Ý là so với thời tiết Sài Gòn thì mấy hôm nay Sài Gòn hơi bị lạnh. Mà Hà Nội mới đã, Hà Nội lạnh mới đã nhá. Rồi bây giờ kể cho chú nghe đi là hai con là lần đầu tiên gặp nhau ở đâu và có ấn tượng gì về nhau? Lần đầu tiên con gặp vợ con thì tại đám cưới của một cậu em chơi thân. Thì ngày hôm đó là ngày cưới thì chú rể là bạn chơi thân với con. Cô dâu thì lại là bạn chơi thân với cả vợ con. Đó thì ấn tượng đầu tiên gặp vợ con thì đó là cái câu chuyện mà khi mà con đang trêu đùa với cả cậu em là con nhìn hai con búp bê ở trong phòng cưới ấy. Thì con có trêu là một cô vợ với cô này là sao trông hai con búp bê trông như hai con sách toy đi. Thì sau khi con trêu thì con nghe phía sau là vô duyên bị chửi ngay và liền luôn. Con quay lại thì con thấy một bạn nữ nói xong bạn quay lưng bạn đi luôn. Đó, thế là con bắt đầu con để ý. Cay chứ, cay chứ, mới đầu cay mũi chứ. Nhưng lướt. Mà con có kịp thấy mặt của cô này không? Thực ra lúc đấy là con cũng nhìn lướt qua. Lướt qua. Đó. Nhưng mà cũng có ấn tượng. Bởi vì khi mình nói xong lại có một cô bé người vả ngay vào mặt mình câu đó gì nữa. Cá tính chứ bộ, đúng không? Rồi, con, như vậy là... còn con sao? Thực ra thì con nói xong thì con cũng chả nhớ đâu ạ. Không, anh nhưng mà gặp... lúc mà con nghe anh ấy khen về hai con búp bê đấy thì cái cảm giác con sao? Con thì thấy là thằng cha này rất là vô duyên và con bột miệng con nói thế thôi ạ. Nhưng mà thực ra là lúc đấy con nói xong con không nhớ là con nói đâu. Khi anh ấy gặp và anh ấy kể lại thì con ấy nhớ mang máng thôi. Thì cái đó là gọi là nó gọi là phản xạ vô điều kiện. Vâng, thực ra những người nào mà bị chửi thì sẽ nhớ. Đúng rồi người ta. Bạn này là sẽ nhớ mà bạn này sẽ quên đi. Nhưng mà là sau đó rồi một chút nữa ra ngoài tiệc thì có gặp mặt lại nhau không? Dạ, thực ra thì cuối buổi tiệc thì mọi người có nhờ con cầm điện thoại chụp hình giúp. Thì con lại cầm điện thoại con chụp hình đúng nhóm của vợ con với cô dâu chú rể. Đó. Thì thực ra là sau này khi mà quen nhau rồi thì con kể lại nhưng mà vợ con bảo là em chẳng nhớ gì cả. Không nhớ gì hết. Và cái giây phút mà cái anh này cầm máy chụp hình nguyên nhóm bạn á, dạ. Con cũng chả nhớ về ông này. Không có ấn tượng gì cả. Thực ra con cũng bị cận nhỉ ạ. Nhìn xa cũng không để ý người nào lắm. Thế rồi sau cái đám cưới đó thì lúc nào là tụi con lại gặp lại nhau? Thực ra là sau đám cưới thì con đã có ấn tượng rồi. Nên là con cũng tìm cách để con tìm info của cái bạn nữ mà nói vậy. Con cũng có nhờ bạn con là làm thế nào để làm một bữa tiệc để mời bạn đến. Nhưng mà cũng không thành. Nên là con cũng tìm info, tìm Facebook, tìm Instagram. Rồi và cuối cùng tìm có thấy cách làm quen. Không? Thì có cái thông tin về bạn này thì con tìm thì con thấy là bạn này như thế nào? Con đúng với gu của con không? Đúng với người mà con đi tìm không? Con tìm được thì con thấy là rất là xinh. Điều đầu tiên là lúc đấy mới nhìn thật là kỹ, rất là xinh. Rồi con vào nhắn tin cho cô. Con chủ động, con cũng thả tim story với cả rep story liên tục. Nhưng mà chỉ có nhắn tin thì mới để lại ấn tượng thôi. Nó thả tim thì chắc chắn là cô này sẽ có rất là nhiều chàng trai thả tim. Có nhắn. Rồi. Nhắn ở đâu? Dạ, thực ra là con cũng hay up lúc mà con làm bài đồ án lên ạ. Thì anh có nhắn tin hỏi han sức khỏe rồi là có hỏi con là có cần giúp đỡ không ạ. Thì thực ra là anh ấy làm chụp ảnh về thời trang mà con thì thấy là vào trong trang của anh ấy chả thấy ảnh up gì cả. Thì con thấy anh ấy hỏi là có cần anh giúp chụp không ạ. Thì con nghĩ là thằng trai chắc chụp xấu nên là mới kiểu muốn chụp miễn phí cho mình ạ. Xong là gặp nhau và nhờ anh ấy chụp bởi vì thực ra lúc đấy con hết tiền. Hết tiền làm bài. Tức là anh nói chụp free con như hỗ trợ cho con thôi đúng không? Vâng. Ủa mày nhưng mà quá. Con làm bài làm bài đồ án tốt nghiệp thời trang cuối bé này là con là sinh viên mà. Vâng, đợt đấy là sinh viên ạ. Thế là cuộc đời con phải cảm ơn một lần mình hết tiền đó. Chứ lúc đó nếu mà con có tiền con đâu nhờ ảnh là chụp đâu đúng không? Thì đâu gặp được chồng mình bây giờ. Nhưng mà lúc mà gặp lại thì có nhận ra ảnh không? Ảnh là cái có ông ạ, có vì là thực ra là lúc anh ấy nhắn tin ở cho con ấy thì anh cũng kể là có gặp ở đấy rồi ạ. Nhưng mà con không nhớ vụ là con nói anh ấy vô duyên. Là con nói chuyện bình thường. Rồi như vậy là cái việc nhờ vả ảnh á, nhờ ảnh chụp free vậy, có tiếp tục không?
Thực ra thì sau buổi chụp đấy thì thấy chụp đẹp quá, là về sau cũng có nhờ thêm một số lần nữa. Có free nữa không? Vẫn không lấy tiền. Nhưng còn mà chính ra con dại gái quá cơ thật. Nhưng mà chưa biết có được gì hay không mà lại mất công mất sức mấy lần liên tiếp như thế. Nhưng mà Long thích lắm đúng không? Được nhờ thích lắm đúng không? Bây giờ gái xinh nhờ thì phải thích chứ. Bạn này là để ý bạn này từ đầu. Thành ra là cứ đeo đuổi mới lại tìm thông tin về con này kia nọ. Đó. Thế cho nên là eo ơi sợ thật đấy. Nó nhờ một phát một. Thế hôm đó đừng có nói với cô là đụng một cái show nào đó mà phải bỏ luôn cái show đó để đi chụp cho bạn này nha. Chỉ nghỉ làm thôi. Con xin nghỉ mất một ngày làm việc. Bởi đấy. Vì khi đó con đang làm công ty. Thế có bị thiệt hại về lợi tức nhiều không? Thực ra là cái đó thì nó cũng không đáng là bao so với những thứ mình nhận được. Tức là có đó em. Có thì chắc chắn rồi, giải gái đó. Nhưng mà chú hỏi nè, cái lần thứ hai mà khi gặp lại cổ đó thì con có thấy là cổ có khác so với cái lần đầu mình chạm mặt trong bữa tiệc không? Dạ, có chứ. Đẹp hơn không? Con bị bất ngờ. Việc đầu tiên là lần đầu khi mà con gặp mà vợ con ấy, là bãi để tóc dài. Tóc dài lắm. Và lần thứ hai thì gặp thì lại cắt tóc tém. Đấy là việc bất ngờ đầu tiên. Và việc thứ hai là mình chụp hình cho bạn ấy, nhưng mà tức là bạn ấy cũng có nhờ là chụp giúp thêm một hai người bạn. Bạn ấy cũng làm đồ án tốt nghiệp. Thì hai bạn kia thì lại chụp trước. Thì bạn ấy tới và bạn ấy trong lúc chờ chụp thì con quay ra quay vào con đã thấy bạn lăn ra ngủ. Không để tâm gì tới rất tới tự nhiên cả. Không, em rất tự nhiên. Em mệt em phải ngủ thôi. Lăn ra ghế sofa ngủ. Em mệt em phải ngủ thôi. Em vẽ đồ án lâu coi như thức đêm thức hôm. Dạ vâng. Rồi nhờ tới lần thứ mấy rồi xong sao nữa? Chưa đâu, xong sao nữa? Ấn tượng gì nữa? Bạn ấy cũng làm cho mình hơi hoang mang. Sao vì nhờ mình chụp nhưng tới nơi thì cũng không nói chuyện gì. Chuẩn bị đồ xong là ngủ. Là mình cũng không biết phải làm gì. Mình cũng không biết là bạn ấy cũng liệu có thích mình không. Hay là chỉ tạm thời là nhờ cho xong. Ủa đó mới là lần thứ hai thôi đúng không? Đó là lần thứ hai gặp nhau. Lần thứ hai thì chắc là chắc cái, là không thích rồi. Cái lần mà bạn này hết tiền đó thì mới nhờ bạn này chụp free đó. Rồi xong rồi thế con ngủ đến bao lâu thì con mới thức? Đến khi mọi người gọi con dậy bảo là đến lượt con chụp thì con mới dậy ạ. Vâng. Ra thì hôm đấy là quá mệt bởi vì là con thức đêm rất nhiều, kiểu như thức đêm mấy tháng rồi ạ. Thì bận quá thì là đến cũng chả kịp mà make up cũng chả gì, đánh một cái son đến ấy ạ. Thôi chắc là anh ấy chả có ấn tượng gì đâu bởi vì là trông nó đúng là kiểu hơi nhếch nhác ạ. Thế là đến thì cũng anh vẫn bình thường, vẫn về vẫn liên lạc với mình bình thường ạ, cũng không kiểu chê bai là kiểu mặt mộc hay gì đấy xấu. Nhưng mà con có ấn tượng gì về anh này không? Cũng bình thường ạ. Không, tại vì bận ngủ rồi không nhớ. Con không làm, con không làm nổi bật về con, thấy không? Đó cũng là cái tội. Nhưng mà sau khi mà con thấy hình thì lúc đó con mới ấn tượng đúng không? Vâng. Cái hình chụp ảnh đẹp ạ. Đúng không? Thì lúc đó con mới thực sự ấn tượng về ảnh đúng không? Và sau cái lần thứ hai đó thì bao nhiêu lâu tụi con chính thức yêu nhau? Tháng. Một tháng chắc là khoảng một tháng á. Một tháng sau. Dạ. Là trong một tháng đó là mấy lần đi chụp free nữa? Thật ra là con chủ yếu cũng, đi ăn thôi ạ. Cũng không nhớ rõ nhưng chủ yếu là hai đứa rủ nhau đi ăn. Có cái buổi nào mà mình đã bị free rồi mà mình còn phải mất tiền túi ra mình mời cô ấy đi ăn không? Dạ có, đấy sau là đấy buổi đấy. Đầu tiên luôn đấy ạ. Sau đấy đấy. Là cái ngày thứ hai, cái ngày thứ hai gặp lại đó, đúng dạ, không? Dạ đúng ạ. Bởi vì bạn này bãi thức đêm mãi không ăn uống, thương quá cho nên lo đi ăn. Rồi đến thì mệt, rồi đói lả. Đó, thế là xong chụp xong thì là rồi rủ đi ăn. Nghĩa là sau một tháng là coi như là quen đầu nhau. Đầu tư đấy, đợi một tháng là đầu tư bao nhiêu lần đi ăn đấy em ạ. Vậy thì là Long sao tỏ tình trong lúc chụp hình đúng hay sao? Dạ không ạ, tỏ tình thì thực ra lúc đấy là trên cái đường mà chở nhau đi. Thì con có hỏi là em có rảnh không? Em rảnh không thì làm yêu anh cho nó bận. Có rảnh không làm người yêu anh đi cho nó bận. Theo rồi. Theo con thì câu tỏ tình đó nó lãng mạn không ạ? Không ạ, khá là nhạt. Nhưng mà con thực ra là cũng thích anh ấy rồi ạ. Là thấy nó nhạt nhưng mà mình vẫn buồn cười. Cười kiểu cười không động được miệng ạ. Bởi vì thích anh ấy. Đó. Đâu cô thấy cái đó đâu có nhạt đâu, có duyên chứ bộ. Tại vì con thấy cái đấy các bạn trên mạng xã hội nói suốt ạ. Anh ấy nhận bê lại gì? Có hai cái hình hai cái hình biếm họa đó. Vâng. Rồi như là tỏ tình với nhau trên một cái cầu.
Em có bận không hả? Vâng. Kiểu mọi người nói nhiều quá xong anh bê nguyên đấy và cũng chả có gì hài hước gì cả. Hả? Không sáng tạo gì luôn đúng không? Có thể là anh nghĩ anh nghĩ anh hài hước nên là anh khá là vui. Tức là trong cái không gian đó hoặc trong cái thời điểm đó là nó lại không phù hợp. Rồi nhưng mà vẫn yêu đúng không? Vâng. Là vẫn nhận lời yêu mà. Cơ bản là thích anh ấy rồi. Thích rồi. Rồi sau đó thì chắc có lẽ là liên tục coi như là hai đứa coi như kết hợp với nhau để mà cùng sản xuất ra nhiều cái bộ ảnh chất lượng đúng không? Dạ vâng. Thế tụi con yêu nhau mấy năm, tìm hiểu nhau mấy năm? Dạ bọn con yêu và tìm hiểu nhau một năm. Một năm. Sau đó là tiến đến quyết định là con cầu hôn vợ con. Thế trong một năm đấy thì có sóng gió ba đào hay là có lần nào mà ghen tuông rồi hờn giận rồi hiểu lầm rồi chia tay chia chân không? Hay là êm đềm? Thực ra thì trong khoảng thời gian yêu nhau bọn con ít khi cãi nhau lắm. Nhưng mà cũng có một lần là vợ con giận rồi cũng cắt liên lạc. Cắt liên lạc mất một tuần. Ôi, giận cái gì kinh thế con? Anh nói dối ạ. Nói dối chuyện gì? Không thành thật, bởi vì thực ra là ngay từ đầu hai đứa yêu nhau ấy thì cũng đã nói hết là chúng mình phải thành thật với nhau, có gì mình nói với nhau hết. Và không được lừa dối nhau cái gì cả. Mà con thực ra là từ ngày bé đến tận bây giờ ấy, cuộc sống của con kiểu thanh niên nghiêm túc ấy ạ. Đó chỉ học và đi làm, không yêu đương linh tinh, không chơi bời gì ạ. Thế là con cũng các mối quan hệ xung quanh con cũng thế. Và con cũng nói với anh ấy là con yêu ai thì con cũng lựa chọn những người kiểu có lối sống lành mạnh một chút đi. Bởi vì con không muốn va vấp vào những người kiểu chơi bời rồi làm nọ kia ấy ạ. Thì anh ấy cũng không thành thật với con, nói ngay từ đầu anh ấy như nào ạ. Và sau đó thì khi con phát hiện ra ấy thì con cũng khá là sốc, bởi vì con không cảm thấy là không hai đứa không phù hợp với nhau nên là con cắt đứt liên lạc. Con phát hiện ra cái gì? Thì con biết anh ấy là một người trước kia khá là một người chơi bời. Tức là đi chơi rồi có bầu bịch gì đúng không hay sao? Nhưng mà đó là trước kia mà. Vâng, thì không, con bạn là... bạn này không nói ra. Tức là hai đứa không, không đã muốn bị nói dối ạ. Là giận là anh giấu đó. Thật không nói hết. Đúng mà trong khi con trong lúc thời gian là con trải lòng hết cho anh nghe và những câu chuyện của con. Vâng. Còn ảnh thì không kể. Đúng rồi. Nên là giận, giận cắt luôn. Tức là về biến mất luôn. Giấu về vấn đề mà cũng có người yêu người yêu cái gì đúng không? À, thưa người yêu không ấy, nhưng mà anh ngày xưa anh cũng khá là chơi bời. Cũng đủ thể loại ạ. Nhưng mà cái lúc mà bạn ấy giận á, Long có biết lý do vì sao bạn gái mình giận không? Thực ra lúc đó thì con biết nhưng cũng không làm thế nào để liên lạc được. Thì mãi về sau con hỏi hết các bạn bè thì mới biết là vợ con trốn sang nhà bạn. Thế là mới tìm cách sang là năn nỉ rồi xin lỗi rồi làm thế nào để xin bao lỗi lâu, được. Bao lâu mới hết giận? Cũng mất một tuần đấy. Không, cũng cái lúc mà con đến con xin lỗi cổ đó, coi như là chẳng phải mất bao lâu thì cổ mới nguôi. Năn nỉ mất nguyên buổi. Một buổi trời. Rồi sao rồi lúc mà sau đó là con nghĩ gì trong lòng mà con quay lại? Đã giận một tuần rồi cơ mà đúng không? Vâng. Nhưng mà gặp mặt anh ấy thì thực ra là mình vẫn còn yêu ấy ạ. Và mấy cả nhìn mặt anh ấy cũng mắc cười. Thương cảm hay gì hay là thế nào? Tại vì con không hiểu sao nhưng cũng là con nhìn mặt anh ấy con cũng buồn cười ạ. Và không nhìn được cười, thế là kiểu lúc đang giận nhưng tự dưng kiểu buột miệng cười hay ra thành tự dưng lại bị hớ. Hớ này là hết giận. Thôi thế hòa luôn. Vâng. Coi như là hà vắng mặt. Thì mới giận tiếp tục. Thấy cái mặt thằng này là cứ buồn cười. Khi nào cãi nhau con sẽ không bao giờ nhìn mặt anh ấy, bởi vì lúc ấy là kiểu cãi nhau mà nhìn thì con sẽ lại bị buồn cười. Con lại phì cười đúng không? Vâng ạ. Tới bây giờ cũng vậy á, mỗi lần mà giận nhau là phải quay chỗ khác. Đúng rồi. Không nhìn vào mặt ạ. Để mà cãi nhau. Không nhìn mặt không phải là vì coi như là mặt anh không xứng đáng là tôi nhìn, mà vì mặt anh buồn cười quá tôi nhìn anh tôi chịu không nổi. Sao có thấy buồn cười đâu nhỉ? Mặt rất là đẹp dai xinh dai nhá. Ủa mặt con hay làm gì mà khiến vợ con buồn cười? Chắc là tại tính con cũng nhây nhây. Nó cũng cũng không biết diễn tả thế nào nhưng cũng hay hớn hở. Tụi con cưới nhau được bao lâu rồi? Được 3 năm rồi ạ. 3 năm à? Vâng. Được mấy bé rồi? Dạ, con có một bé 15 tháng ạ. 5 tháng à? 15 tháng ạ. 15? 15 tháng. Vâng. Bé trai bé gái vậy con? Bé trai ạ. Như vậy là cưới xong là có em bé luôn? Không, một năm sau. Một năm sau mới có. Đúng rồi. Dạ. À. Ôi, rồi. Thế ông bà nội đấy có thằng con trai, thế ông bà nội sướng không? Ông bà nội thì cũng trai gái đều được ạ, cũng không ý kiến gì ạ. Chứ còn thường là người Bắc á là coi như là đứa cháu trai đầu là
thích lắm. Mà còn đích tôn nữa. Tin mừng. Đích tôn đấy. Đấy, thích lắm ấy. Nhưng mà là lúc mà con đám cưới á, thì là con đã tốt nghiệp. Dạ, xong hết rồi đúng không? Dạ vâng, lúc đấy con đi làm rồi. Có nghĩa là mới đi làm thôi. Vâng. Và công việc của bạn này thì là nhiếp ảnh. Dạ. Mà công việc nhiếp ảnh thật sự không phải là thu nhập nó quá cao. Vâng, thì không được ổn định ạ. Lúc mà mới cưới thì có gặp những cái khó khăn gì không? Có. Thế hai đứa cưới xong ra riêng hay là vẫn ở chung với ông bà nội, ông bà ngoại? Là riêng, mình đi con làm việc ở Hà Nội ạ. À, tức là tụi con ra riêng như vậy là bao nhiêu thứ phải lo đúng không? Là quý là mình có nhà riêng chưa hay là mình thuê nhà? Dạ, cưới xong thì bọn con vẫn thuê nhà. Thuê nhà, rồi là hai đứa, mặt đứa nào đứa đó phải làm công việc của mình đúng không? Dạ. Cái thời điểm đó là có nhiều khó khăn không? Cũng có, nhưng mà khó khăn có nhiều nhất khởi là nghiệp gì nữa? Vâng, nhưng mà khó khăn nhất là thời điểm con sinh em bé. Tại vì sinh em bé xong thì không ở gần ông bà nội, cũng không ở gần ông bà ngoại. Mà con thì kiểu như là cũng đang trong đà làm việc ấy ạ. Thì sinh em bé xong thì con vừa làm việc vừa chăm em bé là cũng kiểu bị sức khỏe bị yếu nhiều ấy ạ. Tại vì sinh xong thì khoảng tầm được lúc con đang nằm ở bệnh viện con đã phải làm việc rồi ấy. Bây giờ kiểu như là mắt cũng bị mờ nhiều ấy ạ. Và cũng yếu hay ốm nữa. Vậy hả? Vâng. Long thì sao? Thật sự là đúng là cái quãng thời gian vợ con bầu và sinh em bé thì thực sự là nó là quãng thời gian khá là kinh khủng. Vì mình cũng không ở gần ông bà. Thêm nữa là công việc, thực sự là công việc hai đứa liên quan đến sáng tạo nên nó rất là áp lực về đầu óc. Nó dẫn đến cái việc mà vợ con stress rất là nặng. Đó. Thế có lúc ấy con stress thôi hay là có trầm cảm không? Trầm cảm sau sinh á? Thực ra là đi khám thì nó cũng có ạ. Thường là dễ bị trầm cảm sau sinh lắm, nếu bị áp lực nhiều á, là phụ nữ hay bị lắm. Thế nhưng mà con đã vượt qua cái đó rồi đúng không? Bây giờ thì ổn rồi đúng không? Cũng chưa đâu ạ. Tới bây giờ trong quá chưa? Trình điều trị ạ. Vẫn đang trong quá trình điều trị hả? Tức là bé được 15 tháng là hơn 1 tuổi rồi. Hơn 1 tuổi rồi. Con nhận thức được cái việc là con bị cái trầm cảm sau sinh đó nó là những cái biểu hiện gì và hiện tại là con phải điều trị như thế nào? Con bị mất ngủ khá là nhiều ạ. Tại vì suy nghĩ nhiều và kiểu cơ thể nó đã mệt mỏi, chán ăn các thứ ấy. Mà thực ra thì là con cũng có nói chuyện qua mẹ anh thì với cả kiểu như là con cũng là cáu gắt và nói chung là vợ chồng con cãi nhau khá là nhiều. Anh ấy cũng thấy con có vấn đề về sức khỏe nên là đưa con đi khám thì là thì bác sĩ cũng có khuyên là con phải giảm tải bớt công việc và nghỉ ngơi, dành thời gian nghỉ ngơi và kiểu ăn uống với cả để ý với cả cái giấc ngủ ấy. Tại vì con mất ngủ khá là lâu rồi ạ. Cũng khoảng tầm 3 năm. Cả từ trước khi có em bé cũng đã bị mất ngủ rồi ạ. Thế tức là bây giờ con có gọi là điều trị đặt gọi là đồ vào cái việc mất ngủ không? Có nghĩa là có. Có phát đồ điều trị không? Có. Thực ra phát đồ điều trị của con là chỉ là đang cải thiện lại cái thời gian làm việc và ăn uống với cả bổ sung các cái thực phẩm để cho mình dễ ngủ hơn ạ. Tại vì xuất phát nhiều là con bị mất ngủ nhiều. Đúng rồi. Cái stress với lại cái trầm cảm là những người mà mất ngủ nhiều là rất dễ bị. Vì con cứ giấc ngủ con đủ là ok. Tại vì có mấy ngày liền là con gần như con thức từ tối đến 6 giờ sáng luôn, kiểu như là nhiều lúc là kiểu bị mệt quá lịm đi chứ không phải là ngủ á. Lịm đi xong rồi sau tỉnh dậy. Tại con biết không, ngủ không được, suy nghĩ lung tung lắm. Cứ miên man nghĩ tầm bậy tầm bạ, nghĩ chuyện này sợ chuyện kia sợ qua chuyện nọ đó. Rất là mệt luôn. Mà nhiều khi kiểu mình không dám kể mọi người, bởi vì nhiều khi lại con cũng muốn tâm sự với người này người kia ạ. Nhưng mà khi con kể ra thì mọi người thấy nó bình thường và nghĩ là con hơi làm quá mọi việc lên ý. Nên là con lại tự giấu và mình không dám nói ra. Không, ai? Không được, không được. Ai? Người nào phản ứng với không, với tức là đó. Bé nó sợ. Bạn sợ đúng bé không? Bé nó sợ là mọi người sẽ nghĩ là nó làm quá ra bởi vì tất cả những cái việc đó là tức là nó là một cái chuyện hết sức là bình thường thôi con. Nó mà tại vì nó là bình thường mà con. Cái chuyện mình mất ngủ nè, xong rồi mình ngủ không được, mình ăn không được. Rồi mình gặp cái gì mình cũng cảm thấy mình chán, mình không có muốn thiết cái gì trên đời. Đó là chuyện bình thường nhưng nó là bất thường với một cái sự lặp đi lặp lại liên tục á. Nhất là cái việc mà con không ngủ được. Không ngủ được, nó suy nghĩ đủ thứ trên đời và con phải nói. Không ngủ được ấy. Con phải nói ra. Bây giờ con nói với đứa bạn thân của mình cũng được, con nói với chồng cũng được mà con phải lắng nghe. Con phải lắng nghe. Nhưng mà con đã nói với chồng chưa? Và chồng con nói hết tất cả những cái vấn đề mà mình đang gặp phải với chồng hết rồi đúng không? Thực ra ban đầu thì anh ấy cũng không quan tâm mấy bởi vì
kiểu đàn ông mà, nên là mấy cái này kiểu người ta cũng nghĩ qua qua thôi ạ. Về sau thì thấy sức khỏe với cả cái mối quan hệ của bọn con kiểu đi xuống rất nhiều ấy. Thì anh ấy bắt đầu để tâm hơn và cũng đưa con đi điều trị và giúp đỡ con. Thôi. Tức là phải chú ý cái này nha con. Tại vì thực ra vậy nè, cái trầm cảm sau sinh á thì nhiều người bị lắm, chứ không phải mình vợ con đâu. Nhưng mà thường á, cái phát đồ của nó là khoảng 1 năm là nó sẽ giảm thiểu đi. Và nó tự hết, tại vì cái người phụ nữ họ tự điều chỉnh được. Nếu như có cái sự hỗ trợ của những người xung quanh, họ tự điều chỉnh được. Nhưng mà vợ con 15 tháng mà vẫn còn như vậy á, là có nghĩa là bắt buộc con phải sát bên vợ con và lắng nghe vợ con nhiều hơn. Đó, nó là như vậy thì mới hết được. Thì nó sẽ hết thôi con ạ, nhưng mà đầu tiên gì là cải thiện giấc ngủ. Bằng mọi cách là vợ con phải ngủ đủ. Cái ngủ xong khỏe hay là suy nghĩ tích cực lắm chứ không có tiêu cực nữa. Suy nghĩ tích cực rồi thì sẽ ăn được. Đó, nó vậy đó con. Rồi bây giờ ngủ được không? Thời gian gần đây thì con cũng đỡ rồi ạ. Thôi, nói chung là cố gắng. Phải ngủ được nha. Rồi chồng thì tối có canh con phụ vợ không? Đó cũng là một cách để mà đồng hành với vợ. Thôi sẵn đây là con kể tội chồng con cho cô nghe luôn đi, để cô khuyên nó luôn. Mình đến cái phần vui vẻ đi. Thực ra thì thấy thời gian bây giờ thì gần như là hai vợ chồng khá là hòa hợp, bởi vì hiểu nhau hơn ạ. Thời gian trước thì là anh ấy là có điểm đam mê về game. Và khi yêu nhau thì thực ra con dễ tính lắm. Con không hề bắt anh ấy phải làm gì đâu ạ. Không bắt anh ý là phải mua này mua kia cho mình, hay là em nhiều khi là các bạn nữ bây giờ ấy thì thường là đòi hỏi người yêu là mua cho mình đồ này đồ kia. Nhưng mà con thì không, con thấy cái đấy là không cần thiết. Anh ý thì cũng nghĩ là con dễ tính, nhưng mà cái vấn đề chơi game anh ý chơi từ khi yêu con đến khi lấy rồi ạ, và khi có con vẫn chơi, tới bây giờ vẫn còn mê game. Thực ra bây giờ vẫn mê lắm nhưng mà hạn chế ạ. Tại vì cũng biết nghĩa là vẫn còn đó. Còn gì nữa nè? Thực ra là vô tâm thì con nghĩ là như đàn ông thì ai cũng như vậy ạ. Không phải đâu, không phải là đàn ông nào cũng vô tâm đâu. Đó. Nhưng mà đa số thì không có bạo biện được cái chuyện đó cho chồng con, không có vô tâm. Rồi. Có thể vô tâm lúc chưa có gia đình thôi, nhưng mà khi mình đã có người yêu rồi, mình lấy người ta rồi, mình lại có con rồi thì mình không thể vô tâm được. Cái đó chữa được nha con. Bệnh vô tâm không phải là nan y nha con nha. Tại vì con biết anh ấy là người khá tốt bụng ạ. Là vấn đề vô tâm chẳng qua là mình cũng là ở bên cạnh anh ấy, kiểu thành ra để tâm ra cái vui vẻ khác, như là chơi game hay là hẹn hò bạn bè các thứ ấy. Thì anh ấy để tâm cái khác thôi, chứ còn đâu thực ra khi mà ở với con thì anh vẫn yêu thương con, và con nhờ làm gì thì anh cũng sẽ làm cho ạ. Rồi về nhà thì có bừa bộn không? Thường mấy ông nhiếp ảnh là hay quăng này quăng kia. Có không? Có ạ. Và con là người dọn dẹp? Thực ra là ban đầu là con có dọn, nhưng về sau là con bắt phải dọn để cho mà nhớ, nhưng mà cũng không nhớ ạ. Nhưng mà bây giờ có cải thiện không? Đỡ, ví dụ như là 10 thì đỡ được khoảng tầm 4 năm thôi ạ. Tại vì cái tính như vậy rồi cũng không biết thế nào. Cũng đỡ. Rồi bây giờ hai vợ chồng làm chung công việc, chồng thì nhiếp ảnh, vợ là stylist đúng không? Vâng. Nhiều khi là model luôn. Tại vì làm chung công việc thì có phát sinh cãi vã hay là mâu thuẫn gì không? Style mỗi người có mỗi khác không? Hay là hòa hợp được cái style? Đó, em thích cái mẫu này nó phải dày. Không, em phải thích cái mẫu khác. Đó, như vậy là không được. Rồi một hồi là bắt đầu mâu thuẫn, bắt đầu là tranh luận với nhau. Có thực ra là làm việc với nhau thì nó phát sinh ra rất là nhiều vấn đề mâu thuẫn. Bởi vì vợ con thì lại là một người làm việc cực kỳ tập trung và nghiêm túc, trong khi tính con khi làm việc nó bị trái ngược. Là con lúc nào con cũng thích có nhạc, rồi vui vẻ, rồi tạo mood. Ừ, nhiếp ảnh là vậy. Nhưng mà khi mà làm việc với vợ con thì vợ con lại là người cần cái sự tập trung cao độ, đắt nhạc. Có nhạc được nhưng mà phải tập trung và làm nhanh gọn, không được dài lê thê. Rồi sẵn đây kể tật xấu của vợ luôn đi. Thực ra là tật xấu thì đến thời điểm này con cũng không thấy vợ con có gì nhiều ngoài cái tính nóng nảy. Khó tính không? Lúc trước khi cưới thì con có nhận xét vợ con là dễ tính. Nhưng sau khi cưới thì vợ, người yêu tớ dễ tính lắm. Sau khi cưới thì phải thêm chữ nóng là dễ nóng tính. Dễ nóng tính. Chứ còn không khó tính hả? Khó tính, kỹ tính, nóng tính. Vợ con không phải là người khó tính, mà vợ con là người cầu toàn và kỹ tính. Kỹ tính. Kỹ tính. Kỹ tính và nóng tính. Kỹ tính và nóng tính. Có ghen không? Cũng ghen ác. Tại vì chụp hình cho người mẫu nhiều mà, đúng không? Tài xế là một nè, nhiếp ảnh là hai nè, diễn viên điện ảnh là ba nè.
đó là ba cái đối tượng đó là dễ làm cho vợ ghen tuông lắm. Từ khi có người yêu mới lợi lấy vợ thì không chụp mắt mẻ bao giờ. Hay sửa áo sửa này sửa kia rồi. Nhưng mà có khi nào mà con ghen với cái công việc của ảnh không? Không, tại vì là thực ra thì con mấy các anh ấy thường làm việc chung và anh ấy cũng sửa ảnh và cũng hay cho con xem ảnh gốc của mọi người cũng không được đẹp như ảnh Photoshop ạ. Cho nên không có gì phải ghen đúng không con? Họ cũng giống mình. Rồi con mong muốn vợ cũng thay đổi điều gì đâu? Thực ra với con thì những cái điều mà vợ con làm con rất là trân trọng, cảm ơn. Con chỉ muốn vợ con hãy luôn bình tĩnh và lắng nghe, bởi vì mọi điều con hay là người thân làm chỉ mong một điều tốt nhất cho vợ con. Nên là với vợ con là một người nóng tính thì bây giờ chỉ cần lắng nghe một chút. Lắng nghe một chút để biết được những gì đang xảy ra xung quanh mình. Còn con sao? Con mong chồng con thay đổi điều gì? Thật ra thì bây giờ anh đang thay đổi rồi ạ. Nên con mong anh ấy là vẫn tiếp tục như thế thôi ạ. Sao anh thay đổi gì? Anh đã thay đổi gì? Anh bây giờ cũng không vô tâm và họ quan tâm đến con và con trai con ấy ạ. Về chăm sóc gia đình, về nhà, đi làm về thì giúp vợ làm hết việc nhà. Em chỉ việc là làm nghỉ ngơi thôi ạ. Ôi vậy đâu. Như vậy có nghĩa là chồng con đang xác định là chồng con phải phải làm sao để cho con hết hẳn cái stress, cái trầm cảm của con đó. Và từ khi yêu và lấy con thì anh ấy ngày trước anh cũng có chơi bời, cũng thử hết các thứ, nhưng mà từ khi yêu và lấy con thì tự nhiên là con không bao giờ thấy anh ấy hút thuốc, bởi vì con rất sợ cái mùi thuốc ấy ạ. Không bao giờ hút thuốc và cũng dần dần bây giờ cũng không chơi game nữa. Thế thì tốt, thay đổi rất rồi. Nhiều với con. Thật ra là chúc mừng con. Và có thể nói là con chắc con hết cái vụ trầm cảm sau sinh rồi đó. Nhiều khi con không biết đó. Với lại lên chương trình ngày hôm nay với sau khi con nói được hết ra rồi, với sự chia sẻ của chị Vân cũng như là với những cái hành động của chồng con, thì chú nghĩ là cái việc mà để gọi là con vượt qua cái trầm cảm sau sinh đó chắc có lẽ là nhanh chóng thôi. Họ biết đâu bây giờ là đã hết rồi đó. Thực ra là cũng hết, bởi vì là vẫn con vẫn còn bị suy nghĩ và lúc nào bình thường ấy thì con sẽ nghĩ được là anh ấy rất tốt, nhưng mà khi mà lên cơn ấy, lúc nào lên cơn ấy thì là không suy nghĩ được gì nữa. Đúng rồi, tại vì cái tức là bạn là vẫn vì cái bệnh nó chưa hết cho bạn dễ bị kích động. Đúng rồi. Chứ không phải là bạn nóng tính đâu. Bạn kích động thì đương nhiên bạn không kềm hãm được, là bạn phải bùng phát lên. Đúng rồi. Đó cho nên rằng là bây giờ á, cái việc mà con cải thiện đầu tiên là con phải tìm giấc ngủ. Con cứ đi tìm giấc ngủ xong đi. Rồi bắt đầu tự động là nó sẽ bớt đi tất cả mọi thứ. Và bây giờ muốn tìm giấc ngủ cho dễ á, thì tạm thời một thời gian cái công việc của con á, con xả hết ra. Con đừng suy nghĩ gì đến công việc nữa. Tại cứ coi như con cứ đổ thí cho chồng con đi. Anh kiếm tiền, anh lo toan này kia nọ ấy đi. Bắt đầu con xả ra. Con chỉ nghĩ đến chuyện là giờ chăm con nè, chơi với con nè. Rồi trang hoàng nhà cửa hoa hòe, nói chung là hoặc thích đi coi phim thì là em đi coi phim, thích đi ăn hàng thì em đi ăn hàng, đại khái như vậy. Để con tìm lại cái giấc ngủ. Tại con càng suy nghĩ con càng không ngủ được. Cái dòng nó ngộ lắm con. Đó nha. Rồi bắt đầu là con cứ tập từ từ từ. Thường á là cô thấy ở trên YouTube á, nó có cái mà cái nhạc á, cái nhạc ngủ á. Nhạc nghe vào ngủ liền. Nhạc nghe ngủ á. Được lắm á nha, mới đầu có thể con chưa thử rồi, nhưng mà cái không, con cứ để hoài. Con đừng có thấy là một hai lần con thấy không có ăn thua gì. Không, con cứ để hoài. Nhưng con tạo nó tạo thành một cái thói quen là con cứ để con nghe. Con ngủ lúc nào con không biết. Bây giờ con đi tìm giấc ngủ trước đi, rồi con hãy tính đến những chuyện kia. Còn bên cạnh là con, là chồng con đã biết cái cách để trị cho con rồi. Thì giờ anh vẫn tiếp tục anh làm cái điều đó. Còn riêng con là con phải tìm giấc ngủ cho cô. Còn riêng Long thì chú muốn nhân cái cơ hội đến với chương trình Vợ Chồng Son này và nhìn thấy cô vợ mỏng manh yếu ớt của mình đang trong cái giai đoạn này, thì đang rất là cần một cái gì đó từ phía Long đó. Và nhân cơ hội này thì chú nghĩ là Long nên có một cái lời nói hay một cái hành động gì đó để mà nói với vợ mình nhân cái kỷ niệm ngày hôm nay. Đúng rồi. Đấy. Thật ra thì nhìn nói với vợ nghe. Nhìn vào mắt vợ. Ôi, vợ để cho vợ yên luôn. Tâm nè. Nắm tay vợ đi. Thật ra thì anh biết tất cả những cái điều em đã hy sinh, em đã làm hay em đã vượt qua để ở bên cạnh anh và con. Bằng mọi giá, bằng bất cứ hành động hay sự đánh đổi nào thì anh cũng
chỉ mong một điều duy nhất là em vui vẻ và khỏe mạnh. Những thứ khác không quan trọng. Nói cái cho chồng yên tâm đi con. Chúng mình cùng cố gắng nhé. Ôm mở cái đi. Ấy, trời ơi, tình tứ quá cơ. Mà xúc động lắm á. Thôi cô cũng chúc cho tụi con sẽ hạnh phúc với cái sự lựa chọn của mình.